mình sẽ review bữa ăn của mình để mình kỷ niệm. Thì cái này là não người với da nách nha, da nách chi. Còn cái này thì là cơm bình thường thôi, này ai cũng biết rồi. Còn cái này là canh mắt người nha, canh mắt người nấu dưới cái này là da bàn chân nên nó hơi đen. Còn cái nước này là nước huyết tương. Để mình nặn thêm một miếng hồng cầu vô ăn. Anh ơi, em tên Quỳnh Như, sinh ngày 25 tháng 9 năm 2000. Anh xem về tình duyên em với, ok em nha. Thật sự cũng rất là cảm ơn em đã đặt cái quẻ xem bói bên anh. Bởi vì anh xem là chính xác, không bao giờ sai được nha. Để anh xem nha. Rồi, thì anh thấy Như nè em, cái chuyện tình yêu của em á, nó rất là lằng đằng và gian nan luôn. Em kết hôn, nhưng mà thật sự là em kết hôn ở cái độ tuổi rất là sớm, 50 tuổi. Thì em đã kết hôn với một người lớn hơn em cũng không bao nhiêu đâu, cũng 20 tuổi thôi. Cái người này trời ban cho em một người rất là đẹp trai, thật sự rất là đẹp trai, ngang ngửa chí phèo luôn. Cái người này thường xuyên mặc áo mặc quần nha em, thật sự rất là bức xúc. Và cái người này có một cái chiều cao tương đối rất là cao, 1m25. Thì cái tình yêu này rất là hạnh phúc và rất là kéo dài nha em. Thì anh cũng chúc em có một cái cuộc sống như thế. Thì anh cũng bói luôn cái chuyện làm ăn của em luôn nha. Thì hai vợ chồng làm ăn rất là nên luôn, rất là kiếm được rất là nhiều tiền luôn. Nhờ vào cái vựa ve chai đó mà em có thể kiếm được doanh thu 20.000 một tháng. Thật sự rất là ngưỡng mộ. Con nhà ta nó chịu quá thế hả? Hả? Hai anh nào, nhìn đầu kia đi, 1, 2, 3 nhìn sang trái. Dòng người vội vàng bước thoáng, chợt như chiếc hôn biến tâm. Anh em chuẩn bị nhá, nhìn sang trái nhá, chuẩn bị nhìn sang trái này. Nào nhìn đầu kia đi, 1, 2, 3 nhìn sang trái. Dòng người vội vàng bước thoáng, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi môi chia làm đôi, nhưng ta đang mong vậy thôi. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Con hư tại mẹ, cháu hư tại nồi. Ăn khế thì trả tiền. Mèo nào không biết bắt chuột, mèo Simi. Trên con đường thành công không có dấu chân của em. Giàu thì đổi bạn, sang thì đổi sim, đổi sim tứ quý. Chó đen gọi là chó mực, mèo đen gọi là mèo mun. Vậy heo đen gọi là gì? Dạ heo bích, heo chuồng. Cô hãy nói cho tôi biết CL thuộc nhóm hoa chị nào? Dạ nhóm 21. Ngày nay tiếng Anh là gì? Tù đẩy tù đây. 1 cây cộng 1 cây ra 2 cây. Vậy 3.867 cây cộng 567 cây ra bao nhiêu cây? Dạ một rừng cây. Đừng bao giờ xóa video TikTok của bạn, bởi vì các bạn không có biết là video TikTok của bạn sẽ lên xu hướng đâu. Điển hình như mình nè, tối hôm qua mình có up một cái video clip, lượt view chỉ có 1 thôi, chỉ có 1 duy nhất mà thôi. Nhưng mà bất ngờ sáng mai mình kiểm tra, nó vẫn 1 view. Cái lúc đó mình cũng xóa luôn, chứ không dám để quê. Sơn siêu ống mượt rạng người mới này với công nghệ kim cương óng ánh và gấp 10 lần tinh chất bột kết. Uầy em kia xinh ế. Khi đang ngủ mơ về crush mà mẹ lại bắt đi mua chai nước mắm. Nhầm gần gì vậy? Cần hỏi gì vậy? Hỏi mua đi.
tâm tâm ti đùm tem tùm ti đùm tem tùm tô rùm tùm tim tùm tô rùm tùm tùm tô rùm tùm 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 tô rùm. Ngày mai mình có một bài kiểm tra cho nên là mình quyết định đi hỏi con chó mình xem mình có nên học bài hay không nha. Nếu như mình hỏi xong mà nó sủa thì mình sẽ đi học bài, còn nếu như nó im lặng thì mình sẽ không học bài nha mấy bạn. Ê, mày nghĩ tao có nên đi học bài không? Số phận nó đã ăn bài rồi mấy bạn, không có thay đổi được đâu. Võ nào ít người xài nhưng mà lại nhiều người biết? Võ thì Diễm My nè, sinh ngày 18 tháng 3 năm 1999. Giải của Diễm My, giải của Diễm My, giải của Diễm My, giải của Diễm My, giải của Diễm My. Kỳ này đi nhanh quá ta, chưa kịp tát nữa. Anh làm video hay quá, em tim hay lần. Thật sự là anh cảm ơn em rất nhiều nha. Bởi vì nhờ có em mà anh mới có ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn em rất là nhiều. Thì anh cũng mong là các bạn trên TikTok thích video của anh thì hãy cho anh 2 tim nha. Chứ đừng có cho anh 1 tim, như vậy thì thật sự anh thấy nó rất là ít. Bang 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 b